Thân ái chào quý anh em và bà con cô bác nha. Hôm nay em sẽ làm cái clip này để nhắc lại một số cái chi tiết mà quý anh em cứ thường hay mà hỏi hoài. Có nghĩa là mấy anh có coi cái clip mà chỉ coi cái khúc nào cái món đồ nó đẹp thôi, chứ không có coi cái phần mà em chỉ cách cho mấy anh em quý anh em cái lắp đặt. Mấy anh em coi khúc cái tua khúc, anh em coi khúc tua khúc thì nó sẽ mất cái phần mà cái chỉ cách lắp đặt. Bây giờ sẽ nói lại cái chi tiết lắp đặt. Lắp đặt thì mình dù có ống khói của nó phía bên trong máy, mình sẽ cắt ra. Cắt ra mình sẽ hàn mặt ra mình bắt vô đây. Tùy theo hướng nha. Làm sao cũng được hết trơn á, nhưng mà vấn đề là anh quý anh em và con cô bác phải bảo đảm cho nó là cái con chốt nhớt vào nó đứng lên gì nè. Chốt nhớt đứng lên. Còn thằng này thì nằm xuống. Nhưng mà phải ống từ khoảng cái lỗ có lỗ 10 12 ly đổ lên nha. Không có được 12 đâu, 2 12 ly đổ lại nha. 12 ly đổ lên. Còn nó nhỏ quá thì nó bị ọc nhớt. Ọc nhớt ra có nghĩa là nó cái loại turbo này nó không xài bạc, xài không xài bạc đạn, không xài phốt. Nên không có giữ phốt hai đầu đó nha bà con. Bà con nhớ kỹ nha. Cái cốt trong đây nó xài bạc thau, không xài đạn, không xài phốt. Dĩ nhiên nó mình xài đồ cũ của người ta nhưng mà nó vẫn còn đẹp thì nó có gỗ lắc nhẹ. Nếu lắc gì đây thì nó sẽ không thấy rõ. Cái này cái ngón tay của em lắc thôi chứ thực sự là nó không lắc nha. Nó có sự lắc nhẹ, thật là nhẹ. Chứ không phải là lắc cái xào 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 cọ cọ thành là cái turbo nó bị hư. Đó, mà bà con coi nha. Nó chỉ cách khoảng cỡ chưa tới một tờ giấy mình á. Chưa tới một tờ giấy nha. Nên lắc nhẹ là nó sẽ bị hư. Cái này nó có sự nó cự lơ nó có sự gơ vừa phải tầm đó thôi là nó đằng cho nó mới lăn được, còn nếu mà cứng ngắc bót thì sao nó lăn được. Tại vì nó không có xài bạc đạn mà, nó bạc tao mà. Nên quý anh em bà con cô bác là lưu ý điều đó. Còn cô bác mà muốn lắp đặt tùy theo hướng á thì mình mở câu dê này nè. Trong nó có miếng gài, mình lấy miếng gài trong ra rồi mình xây tùy hướng mình. Rồi cũng ở đây cũng có cái niềng nè, thấy không? Đó, niềng niềng mình bóp vào, lấy kìm gấp vào. Vậy là xong. Rồi làm cái mặt ram này bắt ống khói ra. Còn mấy cái như hú rồi đó thì lấy cái điểm G đó, điểm dừng cuối cùng của nó đắp bon lên chừng hai mối hàn. Vậy là xong. Còn muốn mạnh thì khóa áp lại, đừng cho xe áp nha. Hàn chết đường này lại, bà con nhớ kỹ hàn chết đường lại, đừng có xả nha. Để bà con cô bác đừng em làm nói mà bà con cô bác chỉ coi cái sản phẩm nó đẹp hay không thôi chứ không có quan tâm chú ý đến phần em hướng dẫn. Thì nói chung đơn giản là vậy thôi. Thì một nữa xin em xin nhắc lại thì cô bác nào nhu cầu mà mình nhắm mình lắp đặt được á thì hãy đặt nha. Còn em gặp tình trạng một số bà con cô bác thấy thích rồi cứ điện đặt mua về rồi thợ bỏ nó không biết lắp đặt. Rồi cũng mình về thấy gói quá rồi không đặt luôn rồi bắt buộc phải điện gửi trả lại thì gặp sự cố này thì cũng khó khăn cho em tại vì em đi bán mà mình mua mình phải xác định được mình lắp đặt được hay không. Mình xác định trước. Chứ mua về thấy rồi về làm biếng lắp quá rồi trả lại đó thì lần sau em chắc không có cho trả được nha bà con. Tại vì hàng em bán em bao bà con cô bác là không bị trào nhớt ra. Cái đó là ok rồi. Còn chuyện mà về mà lắp đặt được hay không bà con cô bác nên xác định trước kỹ ha. Xác định kỹ hả đặt bên em chứ về đà, thấy về mua về đặt ngang ngửa rồi làm biếng rồi thêm ông mấy ông thợ cũng làm biếng nữa. Rồi không đặt rồi bắt buộc trả lại bên em thì đó thì lần sau em sẽ không có thu lại nha bà con. Rồi nhớ kỹ nha, cái này em nói không phải riêng em, bất cứ tiệm máy đặt xưởng nào mà cũng buôn bán cũng vậy hết trơn á. Thì bây giờ em có cái clip này em gửi bà con cô bác nhớ xác định kỹ lắp được hả đặt. Còn cái thứ hai nữa là cách lắp đặt của em này, em hướng dẫn bà con cô bác cũng nhiều rồi. Đó là quy trình lắp đặt. Rồi xin cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều.